hôm nay mình sẽ bấm máy quay là bắt đầu quay một cái vở kịch nha anh em. Nhưng mà tao thui hả? Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Không có thấy gì hết á. Không thấy, quay lại. Quay lại hả? Mẹ mày. Thì hôm nay nhóm chúng mình sẽ bắt đầu bấm máy quay về tác phẩm Vợ chồng A Phủ và Đêm tình mùa xuân. Nếu mà các bạn cùng đón xem nha các bạn ơi. Thì hôm nay nhóm chúng mình sẽ bắt đầu bấm máy quay và tác phẩm Vợ chồng A Phủ và nhóm chúng mình xin bắt đầu tác phẩm Vợ chồng A Phủ và đó chính là cảnh Đêm tình mùa xuân. Các bạn nhớ đón xem theo dõi nha. Thì Thiền nghĩ như vậy, Vina hâu á Thiền. Quay những cái gọi là cái gì ta, đặc sắc đúng không? Không, quay cái mỗi người làm cái gì á. Rồi múa đây, hai ba hai ai. Cảm xúc thì rất là hồi hộp. Đây là cảnh vay mà cũng như là ở cảnh vay mình thích nhất. Mình luôn thích vai phản diện nên A Sử này là nhân vật mà mình rất là hâm mộ. Mình rất là cảm thấy rất là vui, hào hứng, phấn khởi. Mình mong chờ cái vai diễn mình sẽ được thành đạt. Cảm ơn bạn. Trời, cái bóng nó che mặt bạn rồi Dâm ơi, đứng xích ra chút. Ờ, sợ quá thiệt á. Gì ghê vậy má? Không có nói vậy đâu. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi rót cho mình ra uống đi. Rót cho mình ra. Ừ, ngon. Tao có trái tim, còn mày có gì? Thô cầm đứt. Nhìn Italy. Nhận Pháp. Một cái cảnh đó mà nhiều đứa diễn thì mình ghép vô. Nhân bản á, phần thân á.
giống như mấy bạn cứ diễn là hai đưa đồ cho đứa kia diễn diễn góc này. Mà bây giờ quan trọng là thay đồ chạy ra gì vô đó. Ngoài đồng xa rồi. Thôi vậy thôi đứng đây diễn luôn đi. Ngoài cũng ngoài đồng nè. Ngoài này có đồng hả? Vì hai là xin cực mạnh. Lúc vẽ thì bọn mình đã hoàn thành cái tiết phẩm đêm tình mùa xuân cho mọi người, vợ chồng A Phủ. Mình cảm thấy là rất là vui vẻ nhưng mà rất là vui. Thêm sự đoàn kết. Bọn mình rất là có nhiều niềm vui. Và có nhiều niềm vui nữa. Nhiều hạnh phúc, nhiều gai. Nhiều gai. Thì đây là một cái sản phẩm đầu tay của nhóm chúng mình nên có những thứ mà gọi là chưa ok cho lắm. Nhưng mà không sao, rất mong tất cả các bạn ủng hộ nhóm chúng mình bằng cách nhấn like và subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Coi nha. Má chết luôn á. Công nhận á. Sao
Nhưng mà sao bà mặc áo ngực vậy nè? Áo quần nam. Sao bà mặc áo ngực vậy chị? Đúng không? Mấy đứa nhà